Ok, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh Phân tích Anime. Từ trái Nika, chúng ta biết được một điều, chỉ cần thuộc hệ doan thần thoại và mang cái tên Hitohito no Mi thì sẽ có rất nhiều vị thần được sản sinh nên. Và một trong số đó, ngoài Luffy có thể kể đến Sengoku mang hình dạng Phật vàng. Và tớ cho rằng trong thế giới One Piece vẫn còn nhiều vị thần khác như thần gió, thần cây, thần mưa, vân vân. Tuy nhiên ấy, thì cái việc mang sức mạnh các vị thần lại quá OP khi có khả năng vận dụng nhiều kỹ thuật khác nhau. Vậy thì liệu có còn vị thần nào khác tồn tại và trái Hito có thật sự thuộc hệ doan hay không? Hôm nay mời anh em cùng Bì Tứ Hoàng đến với Nika có phải là vị thần duy nhất trong One Piece, giả thuyết về trái quỷ hệ God. Đầu tiên, trái quỷ hệ God. Thì như cái hệ thống trá quỷ, từ xưa đến nay chúng ta chỉ biết 3 loại là Zoan, Logia và Paramecia. Mỗi loại đều có những cái đặc tính, đặc điểm riêng biệt. Zoan là biến hình, Logia thao túng nguyên tố tự nhiên và Paramecia là những khả năng đặc biệt không thuộc hai loại trên. Tuy nhiên thì sự biến đổi khác thường từ Luffy đã khiến tớ nghĩ đến một giả thuyết rằng trái Nika không phải là loại trá quỷ bình thường mà nó là một trá quỷ đặc biệt. Dựa theo kiến thức chung thì nó dường như không thuần đặc tính của một hệ nào như Logia, Zoan hay Para. Thay vào đó thì sao? Ba cái chung một chỗ. Và tớ cũng mạnh dạn đặt cho trái như thế này một cái tên là trá quỷ hệ God. Vì sao tớ lại nói như vậy? Hãy cùng quay trở lại với lịch sử 400 năm trước ở Skypiea nhé. Vào cái thời kỳ của Nolan ấy, tại Sandora, người dân đã có một tập tục và tôn giáo của riêng họ. Mỗi khi hiến tế, họ đều kêu gọi thần mặt trời, thần mưa, thần rừng và thần đất. Và đương nhiên, khi Nolan tới, ông đã xóa bỏ những thứ điên rồ đó, đồng thời cho rằng mấy cái này chỉ là mê tín dị đoan. Nhưng đến thời điểm này, với sự có mặt của thần mặt trời, thì những thứ người dân Skypiea nói không còn là viển vông nữa. Thậm chí có thể Thánh Oda đã cài cắm dẫn chứng để dẫn đến một hệ trá quỷ mới như tớ vừa nói ở trên là hệ God. Đồng thời vẫn còn tồn tại những vị thần khác nữa cơ. Và tớ cũng không loại trừ khả năng có cả thần mưa, thần rừng và thần đất. Ở giả thuyết này thậm chí còn giả định rằng lão khỉ Dragon, bố của Luffy, đàn trá quỷ thần mưa và Im-sama cũng có thể đang sở một trá quỷ hệ God là thần đất. Bên cạnh đó cũng có đô đốc Ryokugyo, biết đâu lại sở trái thần rừng thì sao? Cái lý do dẫn đến tại sao lại có những cái tên gọi như vậy thì anh em đã biết rồi. Dragon xuất hiện ở đâu, mưa ở đó. Chỉ có trong lần hồi tưởng như Ivankov và ông mới không mưa. Còn bò lục thì 3 năm không ăn uống. Nhiều người đoán rằng lão này đã hấp thụ ánh sáng mặt trời để sống. Và như nhiều video phân tích thì đó là quá trình quang hợp của cây cối. Còn về Im-sama, nhắc đến thần đất, dựa theo thần thoại Olympus nó gắn liền với thần Hades, vị thần của địa ngục. Giống như việc hắn đã mang đến bóng tối lịch sử các vùng biển vậy. Và còn một điều tôi thấy tò mò là theo lời Ngũ Lão Tinh, những trá quỷ này đều có ý chí của nó. Vậy thì các vị thần như mặt thần mặt trời này hay là thần Phật vàng của Sengoku cũng có ý chí của riêng nó, tức là ý chí của một vị thần. Vậy thì nếu nó có cái ý chí riêng như vậy thì các vị thần này có thật sự tồn tại cách đây hàng triệu năm hay không? Lấy ví dụ điển hình như trái doan bình thường, nó sẽ mang hình dạng của con voi, con lợn, con mèo, hay những trái doan cổ đại mang hình dạng của khủng long. Đây đều là những loài vật có thật tồn tại. Vậy thì có khả năng các vị thần này cũng thật sự sống cách đây hàng ngàn, không, phải là hàng triệu năm mới đúng. Hơn nữa trong One Piece có rất nhiều sinh vật kỳ lạ tồn tại như chủng tộc của King hay những người ngoài hành tinh sống trên mặt trăng mà Enel bắt gặp. Nếu giả thuyết về trá quỷ God là đúng thì theo suy đoán các vị thần này thực chất là người ngoài hành tinh. Họ đã áp dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến vào cơ thể khiến họ có những khả năng sức mạnh siêu phàm. Đồng thời sinh ra một loại công cụ bàn phát sức mạnh đó, đó chính là trá quỷ. Tiến sĩ Vegapunk dường như đã phát hiện ra điều này nên ông mới có thể chế tạo ra những cỗ máy sở sức mạnh trá quỷ là các Pacifista. Thậm chí, chính ông cũng biến đổi Kuma thành một người máy thực thụ. Đến khi ông hoàn thiện tạo ra những cỗ máy tiệm cận với người ngoài hành tinh thì đó cũng là lúc nó thay thế cho Shichibukai. Nhiều khả năng đó không ai khác chính là SSG. Tiếp theo, ở phần sau của video thì tớ sẽ nói về nguồn gốc tất cả trá quỷ.
Quay trở lại vấn đề chính, nếu như theo tớ nói các trá quỷ Hito Hito thần thoại đều có một tên gọi chung là trá quỷ hệ God, thì chẳng phải Sengoku cũng đã mang trá quỷ hệ God đúng hay không? Theo ý kiến cá nhân tớ thì không, chỉ có 4 trá quỷ như tớ nói ở trên, bao gồm Thái Dương Thần, Thần Mưa, Thần Rừng và Thần Đất mới mang hệ God. Vì những trá quỷ này ấy, nó có khả năng thay đổi thế giới, còn đối với Phật Vàng, ông chỉ đơn giản là một trá quỷ Doan. Tại sao tớ lại nói là thay đổi thế giới? Lật ngược lại vấn đề một chút, việc Imsama sở hữu trá quỷ thần đất, đồng thời xóa bỏ lịch sử không chỉ liên hệ với khả năng của thần Hades trong thần thoại Olympus. Bên cạnh đó, với sức mạnh hệ thổ, anh em có nghĩ rằng chính hắn là người đã tạo ra Red Line ngăn cách thế giới hay không? Và để tránh việc Red Line bị phá bỏ, có bản thân bị các thần khác tìm tới đánh bại, hắn đã cho xóa đi lịch sử và đem ra một định nghĩa sai về trá quỷ. Song với đó, việc xấu trái God một phần cũng khiến Dragon trở thành người đàn ông bị truy nã gắt gào nhất thế giới. Mình nghĩ, lão khỉ này chắc đã biết được bí mật gì đó từ ý chí trá quỷ nên đã lập ra quân cách mạng chống lại chính quyền, hòng lật đổ thần đất. Tuy nhiên, vẫn còn một vấn đề mà tớ muốn chia sẻ, đó là mang tiếng là thần đất nhưng vẫn chưa chắc người xấu dạng này có khả năng điều khiển đất đâu nha. Vì Luffy mang tiếng thần mặt trời mà vẫn vận dụng cao su đấy thôi. Mặt khác thì sức mạnh thật sự từ trái Nika là cho phép chủ nhân chiến đấu một cách tự do và phụ thuộc vào trí tưởng tượng không giới hạn của người đó. Nói đơn giản thì vì chính quyền đã làm pha ke trái Nika thành Gomu, cao su, nên trong đầu nhiều người mặc định rằng nó là cao su. Cứ thế khiến người dùng khi chiến đấu luôn nghĩ bản thân là cao su. Trái Nika cứ thế thực hiện hóa nó, chứ thực chất Luffy vẫn chưa phát huy khả năng thật sự của trái này. Như ở chapter 1046 chẳng hạn, đã cho chúng ta thấy Luffy có thể cầm nắm sấm sét, chứ không riêng gì việc biến cơ thể thành cao su. Hình ảnh đó đã khiến tớ liên tưởng đến thần Zeus. Việc 4 cái vị thần mà tớ kể trên có thật sự tồn tại luôn nha, cũng dẫn đến một giả thuyết tiếp theo về cái nguồn gốc của trá quỷ. Thực chất, trái đất vốn là một nơi bình thường, con người chỉ luyện Haki và vận dụng bộ não để chiến đấu. Chỉ đến khi 4 vị thần này xuất hiện, họ đã tận dụng công nghệ tiên tiến để khiến bản thân bất tử. Nhưng kết quả thì sao? Bất tử đâu không thấy, chỉ thấy chính họ, tức là 4 cái vị thần đó, biến thành trá quỷ, tồn tại ý chí của riêng họ. Song với đó, họ cũng đã tạo ra những trá quỷ khác mang một phần khả năng từ 4 vị thần này. Và hiện nay chúng ta có 3 hệ là Logia, Zoan và Paramecia. Và thực chất, các trá quỷ này đều được tạo ra chứ không hề có trong tự nhiên. Về phần các trái này có thể tái sinh hết lần này đến lần khác cũng liên quan đến khả năng kỹ thuật khoa học tiên tiến tái sinh của họ. Tức là, nói đơn giản một chút, thì 4 trái God kia chính là trá quỷ đầu tiên trên thế giới, và những trái bây giờ đều là sản phẩm do các vị thần đó tạo nên bằng công nghệ khoa học ngoài hành tinh. Vegapunk đã dành cả đời để khám phá điều này. Tuy nhiên, ông vẫn thất bại khi không thể nhân bản ý chí các vị thần. Đó là lý do vì sao ông chỉ có thể tái tạo lại sức mạnh từ các trái bình thường như Thanh Long của Kaido mà không thể nhân bản những trái God như của Luffy. Điều này cũng trực tiếp dẫn tới giả thuyết Imsama từng phản bội Joy Boy ở video phân tích chapter trước của tớ. Anh em có thể quay lại để xem để có thể hiểu rõ hơn nhé. Khi mà hết 2 vị thần đang tìm cách chống lại vị thần đất, thậm chí là có thêm thần rừng. Và ở mục cuối cùng của video thì tớ sẽ nói đến sự thức tỉnh. Trước tiên thì những cái thứ mà tớ vừa nói ở trên thì đó đều là giả thuyết, có thể đúng và cũng có thể sai. Nhưng có một điều chắc chắn là khi Luffy thức tỉnh ấy, cậu hoàn toàn mang đầy đủ khả năng từ sự thức tỉnh của 3 hệ trá quỷ. Như những gì chúng ta chứng kiến từ đầu đến giờ, dù được gắn cái mác là trái Zoan, nhưng Luffy vẫn có khả năng vận dụng những kỹ năng thức tỉnh từ hệ Paramecia như hóa đất thành cao su nhá. Nó tương tự như Katakuri hay Doflamingo hóa mọi thứ thành bánh mochi hoặc tơ. Nếu thật sự khả năng thức tỉnh chung của trái Doan thần thoại là vậy, thì ắt hẳn Kaido cũng có thể tiến hóa những gì hắn chạm vào thành một thứ gì đó phù hợp với đặc tính bản thân. Nhưng đây thì lại không, hắn thì phóng ra những chiêu thức nhìn có vẻ Logia nhưng lại là Doan thần thoại. Tới đây sẽ có 2 khả năng xảy ra. Một là hắn vẫn chưa thức tỉnh trá quỷ. Vốn dĩ trái Thanh Long đã quá mạnh nên người dùng mới có thể phát triển nhanh như vậy được. Có thể trong vài chapter tiếp theo, hắn sẽ thức tỉnh cải thiện sức mạnh đối trọng với Lu.
Khả năng thứ hai đến từ hệ của hai trái quỷ này không giống nhau, một bên thật sự là God, bên còn lại chỉ là Doan, nên Kaido mới không thể làm những thứ như của Luffy. Ngay cả Marco cũng vậy đấy, cũng không thể hóa mọi thứ thành lửa xanh được đúng không? Vậy nên chúng ta có thể dựa vào căn cứ này để dẫn ra những giả thuyết khác nhau về trái Nika cũng như các vị thần khác trên thế giới như cái video này chẳng hạn. Và vì trong quá khứ Thái Dương Thần là mối đe dọa lớn nhất đối trọng với thần đất, nên mới có chuyện Ngũ Lão Tinh cho rằng đó là sức mạnh lỗ bịch nhất thế giới. Đồng thời, cái việc thần mưa là đồng minh của thần mặt trời cũng khiến cho Dragon trở thành người đàn ông bị truy nã gắt gao nhất thế giới. Ok, vừa rồi chúng ta đã cùng tìm hiểu về cái giả thuyết khởi nguồn trá quỷ hệ God, bốn vị thần tồn tại trong One Piece. Theo anh em, giả thuyết này có hợp lý hay không và có chỗ nào sai sót, hãy comment phía bên dưới để chúng ta cùng nhau thảo luận thêm nhé. Như mọi khi, bọn tớ rất vui khi được ngồi đếm những cái like, share và đăng ký kênh của các bạn. Cũng đừng quên nhấn vào nút chuông nhỏ bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào chúng mình tung ra trong tương lai. Tớ là Bi Huỳnh, xin chào và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye!